mùa này chủ tịch Diốt tặng cho anh em. Sơ Kim Chin đam mê vì có thành tích cao trong đấu danh, đặc biệt là danh vàng, nên hôm nay lên ngay cho mấy con vợ. Một bộ đôi đường dưới có con chim đam mê này, đó chính là chân đờ kết hợp với chim đam mê. Đây là bộ đôi của mấy thằng liều, anh em không có máu liều thì đừng chơi nhé. Kiểu này anh em chủ yếu lao lên là vụt thôi, chẳng phải suy nghĩ đầu bờ gì cả. Một kỳ cựu danh sách có câu, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch có máu liều. Đầu tiên, chun đờ cầm đầu, dựng em lên, sau đó bật về kép lao lên. Tiếp đó liều thủ chim đam mê về kép rồi em lên, rồi hai con vợ này thay nhau vụt thôi. Nó cứ lao lên như này thì bố ai chịu được, tên bạn chỉ có vác giải chạy, không dám hít em gian luôn. Bộ đôi này thì anh em phải như cứt với đít, khăng khít vào nhé. Máu liều của hai anh em này gấp 100 lần, khi đã đạt level 6. Sức mạnh của từ chối đàn bá kết hợp với hút màu cầu tết của chun đờ thì bá phải biết. Một số phép bổ trợ, bảng, cho anh em liều thủ, có thể bao lại xem cho rõ. Một số đồ khuyên dùng cho anh em lên. Để trở thành liều thủ chính gốc, anh em đi đường nhờ cắm mắt đầy đủ, chim bé thì đợi lên level 2 hoặc 3 rồi vụt. Chúc các con vợ có một trận đấu danh tuyệt vời. Giờ hãy cùng xem mấy anh Trung Hòa đấy nhé.